Ngày 26 tháng 10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng của Myanmar cho biết, có gần 200 người nước ngoài, trong đó có 61 công dân Việt Nam, được giải cứu khỏi các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc Myanmar. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin về vụ việc, đồng thời đề nghị phía Myanmar bảo đảm nơi ăn, chỗ ở cho các công dân Việt Nam, nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh nhân thân của các công dân này. Sau khi nắm được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo đơn vị liên quan lập tức phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và tại Myanmar để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, xây dựng phương án bảo hộ, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, sau khi cơ quan chức năng của Myanmar có kết luận cuối cùng về vụ việc này. Trường hợp có bất cứ thông tin về người thân được giải cứu tại Myanmar, người dân có thể gọi điện đến Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc số điện thoại bảo hộ công dân trên website của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. Liên quan đến hoạt động của nhà xe Thành Bưởi, ngày 26 tháng 10, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An đã thông tin về tiến độ, tình hình kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty Thành Bưởi. Theo đó, chiều nay, đoàn kiểm tra đã thông báo kết luận kiểm tra đối với công ty Thành Bưởi tại Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Đoàn kiểm tra với sự tham gia các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ông Bùi Hòa An khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là không bao che, không dung túng cho những hoạt động sai pháp luật, dẫn đến những tai nạn thương tâm, đau lòng như vừa qua. Các đơn vị chức năng sẽ làm hết trách nhiệm, cá nhân, tổ chức có lỗi sẽ chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Tuần sau, khi có kết luận chính thức, Sở Giao thông Vận tải sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Trước đó, lúc 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 9, tại km 48, quốc lộ 20, ô tô khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Giây Đà Lạt đã va chạm vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục lao sang bên trái đường, va chạm với ô tô khách 16 chỗ, lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe khách Thành Bưởi khi va chạm đang chạy tốc độ 69 km/h, vượt quá quy định. Ngày 26 tháng 10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ C07, Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư, nhà trọ trên địa bàn quận Tân Bình. Tại tòa nhà căn hộ dạng nhà chung cư đường Nguyễn Đức Thuận, phường 13, gồm 4 tầng và một trệt, có diện tích gần 5.000 m². Mỗi tầng có hàng chục phòng với hàng trăm người dân cư trú. Kiểm tra lối thoát hiểm, đường dây điện. Ở tầng 1, đoàn công tác ghi nhận cầu thang bộ chưa kín, đồng thời bố trí phân tán chưa đảm bảo khoảng cách. Kiểm tra công trình nhà ngăn phòng cho thuê gồm 7 tầng và một trệt ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15. Trước đây, nhà này có 320 người thuê để ở. Quá trình này, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm trong phòng cháy chữa cháy nên đình chỉ hoạt động vào tháng 1 năm 2023. Sau đó, chủ cơ sở xin khắc phục các lỗi vi phạm để tiếp tục hoạt động. Đến nay, trong cơ sở vẫn còn khoảng 200 người chưa rời đi và phía chủ vẫn đang sửa chữa. Kiểm tra thực tế, hiện công trình không có lối thoát hiểm thứ hai và bên ngoài, chưa có cửa ngăn buồng thang có giới hạn chịu lửa. Cầu thang bộ tại công trình bố trí phân tán chưa đảm bảo khoảng cách. Bồn nước tầng thượng không đạt yêu cầu. Không có máy bơm nước để xử lý khi có sự cố cháy. Đoàn công tác cho biết, cơ sở này từ nhà riêng lẻ chuyển đổi công năng sang hoạt động kinh doanh, cho thuê văn phòng và phòng cho thuê, nhà hỗn hợp. Đoàn công tác cũng tới kiểm tra mô hình cho thuê hộp ngủ Sông Hưng ở đường Cộng Hòa, phường 13. Căn nhà này xây 6 tầng, một trệt với gần 70 hộp ngủ. Mỗi hộp ngủ được thiết kế bằng gỗ và nhôm, xếp chồng lên nhau, vừa đủ để trải nệm, máy quạt, kệ sách vở và chỉ đủ để một người thuê, sử dụng vào mục đích ngủ. Giá thuê từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng một hộp ngủ. Qua ghi nhận, phần lớn khách thuê là sinh viên, người lao động. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện nhiều sai phạm như không có lối thoát hiểm cầu thang và bên ngoài, khu vực để xe vi phạm tiêu chuẩn, không trang bị bình chữa cháy ở các phòng. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục C07 cho biết cơ sở này sai mục đích, sai công năng, sau đó yêu cầu chủ cơ sở trả lại hiện trạng ban đầu khi được cơ quan chức năng cấp phép và khắc phục các lỗi đã nêu. Ngày 26 tháng 10, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mời làm việc đối với 9 đối tượng liên quan vụ nổ súng xảy ra tại công viên Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho vào ngày 24 tháng 10. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhóm của Nguyễn Dương Thanh Lâm, biệt danh Long Sa Lộ, sinh năm 2003, cư trú phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, mâu thuẫn với Nguyễn Minh Thông, sinh năm 2001, cư trú phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10, Lâm phát hiện Thông đến địa bàn phường 4, thành phố Mỹ Tho, nên điện thoại rủ một số đối tượng khác đến giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy nhóm của Lâm kéo đến, Thông điện thoại cầu cứu Phạm Vĩnh Phát, sinh năm 2003, cư trú phường 4, thành phố Mỹ Tho. Phát cùng một đối tượng khác đi xe mô tô đến. Hai nhóm gặp nhau tại công viên Tết Mậu Thân. Phạm Vĩnh Phát đã dùng súng, loại súng pháo bắn vào nhóm của Lâm, rồi bỏ chạy. Lúc này, Lâm bị thương. Nhóm Lâm cầm dao tự chế, đuổi theo Phạm Vĩnh Phát, gây mất trật tự trong khu vực. Liên quan vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, phát hiện tại Trường Đại học An Giang. Chiều ngày 26 tháng 10, đại diện lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1999, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Phạm Hồng Thái, sinh năm 2000, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Ngọc Tiên, sinh năm 2000, ngụ thị xã Tân Châu và Trần Ngọc Phương Thi, sinh năm 1998, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Công an xác định 4 bị can trên đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ để gửi cho Phan Văn Đức, sinh năm 1996, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau đó, Đức nhờ đối tượng khác làm giả. Trong đó, Thi đã thu nhận thông tin khoảng 44 sinh viên có nhu cầu làm giả chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Lê Đăng Khoa, sinh năm 1998, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, để Khoa gửi cho Đức nhờ người khác làm giả. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 5 năm 2022, Trường Đại học An Giang phát hiện 5 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và một bằng đại học do sinh viên nộp để nhận bằng tốt nghiệp có dấu hiệu nghi vấn, nên trình báo cơ quan công an. Qua giám định, số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tiếp tục thu giữ hàng chục chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả. Chiều ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị điều tra và đều liên quan đến sai phạm về đấu thầu. Trong đó, bản án tại vụ án sai phạm về đấu thầu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã có hiệu lực pháp luật với mức án 30 năm tù. Cùng tội danh, nhóm bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn gồm Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc AIC, hiện bỏ trốn, bị tuyên phạt 7 năm tù. Trương Thị Xuân Loan, cựu trưởng ban quản lý dự án 3 thuộc AIC, hiện bỏ trốn, bị tuyên phạt 5 năm tù. Nguyễn Thị Thu Phương, cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC, lĩnh 6 năm tù. Nguyễn Thị Tích, cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế của AIC, kiêm tổng giám đốc công ty Mofa, hiện bỏ trốn, bị tuyên phạt 3 năm tù. Bên cạnh bị cáo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng AIC, bị tuyên phạt 30 tháng tù. Nguyễn Anh Dũng, cựu tổng giám đốc công ty Phúc Hưng, anh trai bị cáo Nhàn, bị xử phạt 36 tháng tù. Các bị cáo khác trong nhóm giúp sức cho bị cáo Nhàn tại AIC và các đơn vị liên quan lần lượt bị tuyên phạt với án từ 30 tháng tù treo và đến 18 tháng tù giam. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi thông thầu. Tiếp theo là bị cáo Nguyễn Hồng Sơn giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn cùng bị cáo Loan, Đỗ Văn Sơn thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nên giữ vai trò vị trí thứ hai sau bị cáo Nhàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Hà Thị Thi, sinh năm 1984, ở bản Án Ưng, xã Chiền Bang, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, là nhân viên nấu ăn hợp đồng của trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh ở huyện Mai Sơn về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Quá trình điều tra, công an xác minh Thi là nhân viên nấu ăn cho học sinh bán trú. Do bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần được hỗ trợ cho học sinh, Thi đã nảy sinh ý định cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường, với mục đích để các em học sinh sau khi ăn sẽ bị ngộ độc và nhà trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm. Ngày 13 tháng 9, Thi mua 2 gói thuốc diệt gián, kiến và 1 lọ thuốc trừ sâu. Tới sáng ngày 22 tháng 9, Thi đã lén bỏ thuốc diệt kiến, gián và 1 ít thuốc trừ sâu vào chậu su su rồi dùng tay trộn đều. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, quản lý bếp phát hiện mùi thuốc trừ sâu trong món su su luộc nên đã dừng chia món ăn này cho học sinh, đồng thời báo cáo ban giám hiệu nhà trường và cơ quan công an để điều tra làm rõ. Quá trình khám xét nhà Thi, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ gói thuốc diệt kiến, gián được giấu ở chuồng chim của gia đình,